Thưa quý vị và các bạn, cuộc thi khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn tường đường đẹp tỉnh Quảng Nam năm 2021 phát động nhằm mục đích thổi luồng sinh khí mới, khích lệ tinh thần cộng đồng dân cư nông thôn về xây dựng nông thôn mới sau hơn 10 năm triển khai thực hiện chương trình. Tại huyện Tiên Phước, địa phương vốn có nhiều thành tựu nổi bật trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Từ cuộc thi, một lần nữa đã khẳng định lại hình ảnh vùng quê xứ Tiên với nhiều khu dân cư kiểu mẫu ấn tượng. Tham gia cuộc thi này, toàn huyện Tiên Phước có 14 đơn vị xã đăng ký dự thi khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, 16 vườn đăng ký dự thi vườn đẹp, 15 tường rào cổng ngõ đăng ký dự thi tường đẹp và 13 tuyến đường đăng ký dự thi đường đẹp. Với thế mạnh là địa phương có nhiều cảnh sắc làng quê của miền bán sơn địa, với ngõ đá rêu xanh, những hàng chè tàu xanh mướt và các vườn trái cây bốn mùa trĩu quả, Tiên Phước đã mang đến cuộc thi những khu dân cư, những khu vườn đầy ấn tượng. Tiêu biểu như vườn hộ nhà ông Phan Trọng Tuyên, thôn Tư, xã Tiên An, với quy mô 0,7 hectare, được thiết kế khoa học, cảnh sắc hài hòa, đảm bảo vệ sinh môi trường, mỗi năm cho thu nhập 140 triệu đồng. Nói chung ra thì trong cái cuộc thi mà nông thôn mới khu dân cư kiểu mẫu với là vườn mẫu thì gia đình chúng tôi là cũng có cả tổ một số để canh tác trồng trọt là những cái cây mà quy hoạch thành vùng để cho có một cái bè bản để sau này có khả năng là thu nhập cao hơn. Thì thấy cái chính sách của chính quyền, của nhà nước thì cái hướng đây thì rất đúng đắn nên gia đình chúng tôi là quyết tâm để làm cho tổ là một cái cảnh quan, cái thứ nhất cho đẹp, cái thứ nhì là có cá để mình thu về cái kinh tế cho gia đình. Thôn Tư, xã Tiên Cảnh với không gian làng cổ Lộc Yên, bao năm qua luồng là niềm tự hào của người dân xứ Tiên bởi cảnh sắc làng quê mộc mạc nhưng cũng mê hoặc lòng người. Năm 2020, thôn Tư, xã Tiên Cảnh được công nhận thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Trong suốt thời gian xây dựng nông thôn mới, tinh thần xây dựng cảnh quan, ý thức tự giác giữ gìn không gian sống của bà con nhân dân nơi đây luôn được phát huy với tâm thế cao nhất. Những ngõ xóm xanh tươi, sạch sẽ, rợp bóng mát, tình làng nghĩa xóm luôn bền chặt. Đến nay thì trên 80% hộ gia đình là đều chỉnh trang có tường bờ rồ cổng ngõ đẹp. Thì về tinh thần bà con đó thì rất phấn khởi khi có cuộc thi này, nhận đánh giá ghi nhận một số các mô hình kinh tế cũng như các mô hình đẹp của địa phương. Hiện nay thì bà con rất phấn khởi. Sau vòng chấm chọn sơ khảo cuộc thi khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn tường đường đẹp tỉnh Quảng Nam năm 2021, huyện Tiên Phước là một trong số các địa phương được ban tổ chức đánh giá cao nhiều mô hình vườn mẫu, tường rào, cổng ngõ đạt giải cao. Thông qua cuộc thi, một lần nữa đã khơi dậy phong trào xây dựng nông thôn mới toàn huyện theo hướng mới, khích lệ tinh thần đồng lòng, chung tay xây dựng quê hương ngày càng phát triển, trở thành vùng quê kiểu mẫu của tỉnh Quảng Nam. Phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Tiên Phước đến nay thì đã đạt được là 11 trên 14 xã thị trấn đã về đích nông thôn mới, còn lại 3 xã Tiên Lãnh, Tiên Ngọc, Tiên Lập sẽ về đích năm 2022. Với tinh thần là tự lực tự cường và có sự hỗ trợ của nhà nước thì nhân dân các xã thị trấn tập trung quyết tâm xây dựng thành công về đích nông thôn mới trong năm 2024-2025. Trên địa bàn đã cùng đảng bộ và nhân dân huyện đạt tập trung phấn đấu với nỗ lực quyết tâm cao để về đích nông thôn mới và đưa cuộc sống của nhân dân ngày càng tốt đẹp hơn trong tương lai. Cuộc thi khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn tường đường đẹp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2021 được phát động với ý nghĩa biểu dương các thôn, hộ gia đình tiêu biểu trong phong trào xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, hưởng ứng tích cực trong việc xây dựng các vườn mẫu, tường rào cổng ngõ đẹp, đường giao thông nông thôn văn minh. Từ cuộc thi, huyện Tiên Phước nói riêng và các địa phương trên toàn tỉnh nói chung đã thổi một luồng sinh khí mới, tạo động lực thúc đẩy hơn nữa tinh thần xây dựng nông thôn mới bền vững trong cộng đồng dân cư nông thôn Quảng Nam sau hơn 10 năm xây dựng nông thôn mới.